đi tìm lối, không phải lối người mà là lối của tôi. Tu là xiên điều chỉnh những điểm bất toàn giúp mình tốt hơn thôi. Tu chính là cởi trói gốc khổ tơi bời giúp ta được an vui. Tu chính là chuyển hóa từ ngu thành trí, từ phàm thành chân nhân. Tu là chuyển nghiệp từ bó nghiệp khổ đau, nương chân ly Phật ta sống đời thanh cao. Không nhiễm thói đời ở đâu cùng là hạnh phúc, cùng sự con người làm cho Phật Pháp sáng ngời. Gốc tham sân si có sáng trong mỗi người, khổ đau không tự hết phải nỗ lực kiên trì. Niệm Phật tâm an, tụng kinh tăng trí tuệ, hành thiền tâm chuyển hóa, tu tập hết si mê. Tu từng nhịp thở trong đi đứng nằm ngồi, tu khắp mọi nơi trải nghiệm sự thành thơi. Tu mọi hoàn cảnh thuận nghịch vẫn vui tươi, tu tròn tuệ giác kết thúc khổ luân hồi. Tu chính là bỏ hết tất cả sâu ác giúp ta sống thành thơi. Tu chính là cái thiện tất cả nghiệp duyên sống hạnh phúc giữa đời. Đi tìm lối, không phải lối người mà là lối của tôi. Tu là xin điều chỉnh những điểm bất toàn giúp mình tốt hơn thôi. Tu chính là cởi trói gốc khổ tơi bời giúp ta được an vui. Tu chính là chuyển hóa từ ngu thành trí, từ phàm thành chân nhân. Tu là chuyển nghiệp từ bó nghiệp khổ đau, nương chân ly Phật ta sống đời thanh cao. Không nhiễm thói đời ở đâu cùng là hạnh phúc, cùng sự con người làm cho Phật Pháp sáng ngời. Gốc tham sân si có sẵn trong mỗi người, khổ đau không tự hết phải nỗ lực kiên trì. Niệm Phật tâm an, tụng kinh tăng trí tuệ, hành thiền tâm chuyển hóa, tu tập hết si mê. Tu từng nhịp thở trong đi đứng nằm ngồi, tu khắp mọi nơi trải nghiệm sự thành thơi. Tu mọi hoàn cảnh thuận nghịch vẫn vui tươi, tu tròn tuệ giác kết thúc khổ luân hồi. Tu chính là bỏ hết tất cả sâu ác giúp ta sống thành thơi. Tu chính là cái thiện tất cả nghiệp duyên sống hạnh phúc giữa đời. Tu chính là bỏ hết tất cả sâu ác giúp ta sống thành thơi. Tu chính là cái thiện
tất cả nghiệp duyên sống hạnh phúc giữa đời, tất cả nghiệp duyên sống hạnh phúc giữa đời.